Nhã Lan thân ái kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, trong chương trình Tà Mạn Văn Học hôm nay, kính mời quý vị hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về chân dung tác giả Trần Bạch Thu với tác phẩm Trăng Rọi Sông Dài mới phát hành. Và bây giờ, trân trọng kính mời quý vị cùng bước vào chương trình Tà Mạn Văn Học của Little Sài Gòn Radio. Nhã Lan thân ái chào anh Mạnh Trinh ạ. Thân ái chào Nhã Lan và kính chào quý khán thính giả của Đài Hồn Việt TV. Tôi đọc tác phẩm Trăng Rọi Sông Dài của tác giả Trần Bạch Thu với thật nhiều cảm khái. Ở những phác họa, tôi thấy được một chân dung đầy nỗi niềm tâm sự. Ở những dòng chữ hiện hiện những phận đời lầm lũi trong cuộc chiến tranh, cùng chịu những tái ương của một đất nước ly loạn. Có người đã phát biểu, nghe Trần Bạch Thu kể chuyện sao như có một chút gì tương tự như chuyện của mình. Thì có phải đó là những tâm tư chia sẻ của một thời đại mà thanh niên lớn lên phải gánh vác những tai ương của thời thế? Không phải tác giả Trăng Rọi Sông Dài muốn đem cuộc đời riêng của mình thành chung của nhiều người, mà ngược lại, ông cũng hiểu rằng sinh ra và trưởng thành trong một thời buổi loạn lạc, lòng người ly tán, nên khi nhìn lại những gì đã trải qua trong hoàn cảnh riêng của mỗi cá nhân thì chắc chắn không thể nào đồng nhất. Có thể có người đồng cảm nhưng cũng có những suy tưởng khác biệt và nhận định cũng không thể giống nhau. Đây là điều tự nhiên có thể cảm nhận được, đói ăn, khát uống trong chốn lao tù là sự đòi hỏi của cơ thể, của thân xác, nhưng sống hay chết là do mệnh trời. Tất cả đều do ơn trên định đoạt từng số phận của người. Đọc Trăng Rọi Sông Dài, tôi đã thấy thấp thoáng hình bóng của thành phố Kon Tum, một nơi chốn mà tôi đã đến và đã gặp những người bạn, những đồng đội của tôi, mà nay còn người còn mất theo cơn binh lửa. Đọc Trăng Rọi Sông Dài, hình như tôi mường tượng thấy lại những câu thơ của mình đã viết về những địa danh ấy, và cũng nhắc tôi nhớ lại những người bạn đã hy sinh. Kon Tum, thành phố của tác giả Trần Bạch Thu, có những cái dòng hồi ức trong những chuyện ngắn, có phải là dòng sông Đắk La chảy ngược nhưng vẫn xuôi dòng về biển cả? Thưa quý vị, chúng tôi kính mời quý vị tìm hiểu một chút về tiểu sử của tác giả Trăng Rọi Sông Dài. Trần Bạch Thu, sinh năm 1949 tại Cai Lậy, Mỹ Tho. Ông học trung học Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho và tốt nghiệp Học viện Quốc gia Hành chánh, Ban Đốc sự năm 1972. Từ năm 1972 đến 1975, ông là công chức Việt Nam Cộng Hòa, phục vụ qua các chức vụ trưởng ty, phó quận trưởng và cuối cùng là phó tỉnh trưởng hành chánh tỉnh Kon Tum. Có lẽ ông là một phó tỉnh trưởng trẻ tuổi nhất. Sau năm 1975, ông bị đi tù gần 10 năm qua các trại tù khổ sai cải tạo từ miền Nam ra tận ngoài Bắc như là Long Thành, Phú Sơn, Nam Hà và Hàm Tân. Năm 1993, ông định cư Hoa Kỳ tại Long Beach theo viện HO. Hiện tại thì ông đang là chủ tịch Hội Cựu Sinh viên Quốc gia Hành chánh Nam California. Viết Trăng Rọi Sông Dài, ông tâm sự: từ lâu lắm, trong những năm tháng còn lưu đầy trên đất Bắc, tôi có một mong ước là sau này nếu có dịp, tôi sẽ cố gắng ghi lại những mẫu chuyện, những cảnh đời mà mình đã trải qua để làm kỷ niệm. Dần dà theo thời gian lại quên mất, cho đến khi nhận ra lão niên đã tới trước ngõ. Ngoảnh lại buồn cho thân thế, có những hôm dậy sớm sực nhớ nên viết ít dòng, chỉ đã vậy. Thực ra viết về những hồi tưởng hay ký ức ở tuổi mà mình còn nhớ được là một điều rất may mắn. Rồi sau mỗi lần gửi bài viết đi, may mắn hơn nữa là khi được bạn bè, anh em thân tình hỏi đáp với những cảm xúc chân thành qua những điều mình viết, khiến cho mình xúc động không kém để tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đó là lời tâm sự của tác giả Trần Bạch Thu. Và bây giờ chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng với nhà thơ Nguyễn Mạnh Trinh và Nhã Lan chào đón tác giả Trần Bạch Thu. Chúng tôi kính chào tác giả Trần Bạch Thu. Trân trọng kính chào
quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Tản Mạc Văn Học. Chào cô Nhã Lan, chào nhà văn Nguyễn Mạnh Trình. Năm 2018 thì là có một cái sự kiện rất mới lạ với anh, là anh vừa ra mắt tập truyện Trăng Rọi Sông Dài. Thì mỗi câu hỏi rất là cổ điển mở đầu cho cuộc nói chuyện hôm nay, là tôi tò mò muốn biết rằng là nguyên do nào là động lực để thúc đẩy anh hoàn tất công việc ấy. Thưa anh, thì trước đây khoảng 10 năm thì tôi có bắt đầu viết những truyện ngắn để gửi đi đăng các báo cũng như các đặc san, nhưng rồi cũng là rất cổ điển, và khi cái số lượng nó nhiều thì mình thấy có thể in thành sách, và do sự động viên của các anh em mình mới in thành một cuốn sách. Mà một phần là về thỏa cái ý của mình, vì mình đã viết nhiều rồi, mình có thời gian mình gom lại. Và cái thứ hai là mình cũng có một cái quà kỷ niệm cho đối với các anh em bạn hữu, thì cái lý do là lý do chánh. Nhưng mà ngoài ra cũng có một cái lý do cũng không kém phần quan trọng, là anh nhớ trong khoảng năm 2017 thì ở Việt Nam nó có phát động một phong trào do một ông tiến sĩ, ông làm ra một cuộc cải cách về chữ Việt. Và theo như các giới học giả và nhiều người bình dân thấy rằng, nếu mà cái chương trình đó được thực hiện thì cái tiếng Việt của mình nó sẽ đổi, và nó sẽ là một cái tai hại rất lớn. Do đó tự tôi có một suy nghĩ là tôi sẽ cố gắng làm thế nào với tình yêu tiếng Việt và tiếng Việt miền Nam, tôi mới cố gắng và nảy lên một ý định. Tại sao không 2019, 2017 hay 2020, nhưng mà cái thời điểm đó sau 2017, tôi quyết định in cái cuốn Trăng Rọi Sông Dài với đặc sản tiếng Việt miền Nam. Do đó cái lý do chánh yếu mà tôi đã in cuốn sách đó và xuất bản ra mắt ngày 30 tháng 3 năm 2018. Như vậy á, thì cuốn sách này á, đối với anh có phải là một cái thiên tự truyện, hay là gửi gắm một cái tâm sự nào đó anh đã chất chứa từ bao nhiêu năm nay bây giờ mới có dịp để phát xuất ra? Thưa anh, thật sự ra thì nếu nói đây là cuốn tự truyện thì nó cũng đúng, nhưng mà hồi ký nó cũng đúng. Và thật sự ra thì cái cuốn sách này là một tổng hợp về đời mình và đời người, và những cảnh đời mà đã gặp phải và đã đau thương có, vui có, và những cảnh đời nó quyện lại thành một cái cuộc đời của mình. Thành nó suốt tác phẩm là nó gồm có chuyện của mình, chuyện của người. Do đó đây là một cái nói tự truyện thì nó cũng đúng, mà nói hồi ký nó cũng đúng, mà nói là một tạp văn nó cũng đúng. Vì còn vấn đề mà có gửi gắm tâm sự thì dĩ nhiên khi mình viết một cái án văn và khi mình tập hợp thành một quyển sách thì mình cũng có gửi gắm cái tâm sự của mình, là tâm sự của một thanh niên lớn lên gặp nghịch cảnh từ lúc bé cho đến lúc trưởng thành. Mình cũng trải qua nhiều cuộc đời và mình phấn đấu và thành công. Do đó mình muốn để lại một cái gì cho thế hệ sau thấy rằng, dù trong hoàn cảnh khó khăn, gian khổ đến đâu, tù tội đến đâu, nhưng sự phấn đấu của mình sẽ vượt qua và mình sẽ còn sống và thành công. Thưa tác giả Trần Bạch Thu, Trăng Rọi Sông Dài như tác giả nói là có thể nói là hồi ký, tạp văn, chuyện người và chuyện mình. Như vậy thì trong Trăng Rọi Sông Dài này, tất cả những nhân vật của đời thường là chuyện thật hay là tác giả có cái phần hư cấu của những nhân vật đó ạ? Đây, vì nó cũng một phần là về hồi ký, là về chuyện của mình. Mặc dù mình gặp người nhưng mình biết người thì mình mới biết. Thành ra tất cả những nhân vật suốt trong 14 truyện ngắn đều là nhân vật có thực. Chiến tranh Việt Nam là thời gian sâu đậm nhất ở trong mỗi tâm tưởng của một người Việt. Thế thì tác giả Trần Bạch Thu có nghĩ rằng Trăng Rọi Sông Dài sẽ có những cái biểu hiện nào nói về cuộc chiến Việt Nam hay không ạ? Thật ra thì khi mình sinh ra và lớn lên trong thời chiến tranh, về hệ thống truyền thanh và truyền hình nói về những trận đánh, những đại thắng, những cái chiến thắng, thì nhan nhản và cho tới ngày hôm nay trên tất cả các mạng, khi nói về cuộc chiến tranh Việt Nam là đều người ta nhắc nhở đến những trận đánh oai hùng hay là những cái chiến tích. Nhưng đối với tôi, thật ra cái biểu tượng cho chiến tranh Việt Nam là người đàn bà Việt Nam,
những phụ nữ Việt Nam, những người mẹ, những người con, những người vợ, là những người đã chịu đựng trong một cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt. Và nếu cái biểu tượng của cuộc chiến tranh Việt Nam thì trên thế giới chưa có một cuộc chiến tranh nào kéo dài và sự chịu đựng của người phụ nữ Việt Nam đến như vậy. Đó, theo tôi thì cái biểu tượng cho cuộc chiến tranh Việt Nam là sự chịu đựng của những người phụ nữ Việt Nam. Rất là cảm ơn tác giả Trần Bạch Thu, là vì rất hiếm những tác giả nói về chiến tranh Việt Nam mà lại nhấn mạnh sự chịu đựng và lòng trung thủy cũng như sự nhẫn nại, chân dung người phụ nữ Việt Nam trong cuộc chiến. Thế thì thưa tác giả Trần Bạch Thu, nói về chiến tranh Việt Nam giữa lý thuyết và cái thực tế đó, nó có cái gì tương phản với nhau hay không ạ? Thì như tôi vừa trình bày, trong lý thuyết về chiến tranh Việt Nam, thực tế thì là nó xảy ra là một sự đau thương hết sức. Nhưng mà về lý thuyết thì người ta lại gán ghép cho những cái chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa tự do, và nó trở thành một cái chiến tranh ý thức hệ. Nhưng mà riêng tôi, cái đó là người ta khoác cho bộ áo của cuộc chiến tranh. Nhưng mà thật sự, thực tế, đây là một cuộc chiến tranh xâm lăng, chứ không phải là một chiến tranh về ý thức hệ. Cuộc chiến tranh xâm lăng từ một quốc gia có chế độ khác là Cộng sản Bắc Việt và một quốc gia miền Nam. Thì cái điều đó để chứng minh thực tế là sau cuộc chiến tranh đó không phải là ý thức hệ nữa, mà là một sự xâm lăng và chiếm đóng toàn bộ. Nó trở thành một cuộc chiến tranh xâm lược. Và thực tế cho thấy sau 40 năm nay, cái xã hội Việt Nam cũng không có theo chế độ hẳn là cộng sản, cũng không hẳn là tự do. Thì cái điều đó giữa lý thuyết và thực tế hoàn toàn khác biệt. Và điều này nói lên rằng những ai khoác bộ áo cho cuộc chiến tranh này là một cuộc chiến tranh ý thức hệ lầm lẫn. Đây là một cuộc chiến tranh xâm lăng và đã làm cho cả một cái dân tộc điêu đứng. Và giờ này thực tế đã cho chứng thấy rằng hậu quả của cuộc chiến tranh sau 44 năm vẫn còn và không có thể hàn gắn được. Theo anh nghĩ đó, thì mình qua đây thì là một người lưu vong hay là một người di dân? Tại vì thường thường những người cộng sản thì thường họ hay họ dùng cái biểu hiện là di dân để chỉ những cái như người của Việt ở hải ngoại. Thì như vậy theo anh thì cái giữa hai cái mẫu này là cái mẫu nào mà chính xác nhất của những cái người đang sống ở hải ngoại và đi theo những cái, mặc dù là đi với tư cách là lưu vong mà có khi là đi với tư cách di dân, nhưng mà cái bề sâu thì là vẫn là cái loại người như thế nào, di dân hoặc là lưu vong? Thưa anh, thì nếu mà nói về cái vấn đề di dân hay lưu vong thì nó là một cái vấn đề rất rộng lớn. Thì chúng ta nên, hôm nay là chúng ta nói về tản mạn văn học, thì chúng ta cũng nên thiên về những nhà văn lưu vong và những nhà văn về di dân. Thì trong dòng văn học ở hải ngoại thì kể từ năm 1975 cho tới năm 1989, thì lúc đó các phong trào sang bên này đi trước 75, thì có một xuất hiện một dòng văn học là văn học lưu vong, là vì chúng ta còn nghĩ về đất nước và chúng ta còn mong trở về để giải phóng đất nước. Nhưng mà kể từ năm 1989 trở về sau, nhất là từ năm 1990 thì có phong trào HO và sau đó các phong trào đoàn tụ dân chúng sang nhiều, thì nó sẽ có một dòng văn học gọi là dòng văn học di dân. Thì cho tới nay hai cái dòng văn học đó nó cuộn quẩn gần nhau và chúng ta khó lòng mà phân biệt đâu là lưu vong, đâu là di dân. Nhưng từ trong thâm tâm chúng ta thấy rằng chúng ta nên duy trì cái dòng văn học lưu vong, vì dòng văn học di dân lâu dần nó sẽ hòa nhập với cái dòng văn học hiện tại chúng ta đang sống thì nó mất cái nét đặc thù. Trong khi cái dòng văn học lưu vong là một cái nét đặc trưng của người Việt tị nạn, sẽ không bao giờ bị phai nhạt. Đó là ý kiến của tôi. Dạ vâng, thưa tác giả Trần Bạch Thu, biến cố Tháng Tư Đen năm 1975 có ảnh hưởng thế nào đến đời sống của ông ạ?
Thưa chị, cái biến cố tháng 4 năm 1975 nó ảnh hưởng tới toàn bộ xã hội Việt Nam, không riêng gì ai, nhưng mà đặc biệt trường hợp của tôi, ngoài tính cách là một người dân miền Nam, tôi còn là một viên chức của Việt Nam Cộng Hòa. Do đó, với tư cách là một viên chức Việt Nam Cộng Hòa, thì cái biến cố tháng 4 năm 1975 là một biến cố đã hủy hoại cái sinh mạng chính trị của tôi. Từ là một viên chức, sinh mạng chính trị của tôi trở thành là một người tù, và một người tù khổ sai. Thì trong cái khoảng thời gian, những biến cố nó lần lượt nó ập lên đời mình, và mình không thể ngờ được và không thể biết trước được. Ngay cả trong thời gian thao tù, mình cũng không biết được ngày nào về, và về để làm gì, về làm sao sống. Thì những cái biến cố đó nó còn ảnh hưởng mình mãi cho đến ngày hôm nay. Và may mắn là mình còn sống, thì những cái biến cố đó lần lượt là mình cũng giải quyết được, rồi vừa rồi cũng đến được bến bờ tự do. Thì cái biến cố đó là ảnh hưởng trực tiếp với đời sống của mình. Thưa tác giả Trần Bạch Thu nói rằng hủy hoại đời sống chính trị của ông. Thế thì trong những năm tháng ở trại tù cộng sản đó, thì ông làm bằng cách nào để ông duy trì được cái ý chí phấn đấu không ngừng từ trong những trại tù khổ sai ông sang bên đây, và ông vẫn có thể cầm bút và vẫn có thể hãnh diện để viết và muốn mình là nhà văn lưu vong? Thưa chị, thì thật ra thì cuộc đời của mình không có biết trước được việc gì mình xảy ra, nhưng trong lòng mình cứ tự nghĩ những may mắn chưa chắc hẳn là một cái điều tốt, và những khó khăn chưa chắc là đã là điều tồi tệ cho đời mình. Trong cái tốt vẫn có cái xấu, trong cái khó khăn nó cũng có cái vươn lên. Và cũng như là trong cái nhà văn Nguyễn Minh Trinh vừa đọc trong rồi, trong dài dòng tâm sự, trong tù thiếu thốn, sống ăn, sống cần phải ăn, đói cần phải ăn và khát cần phải uống, nhưng sống chết là do mệnh trời. Do đó chúng ta phải tin tưởng rằng mỗi một con người sinh ra đều có một thiên chức hoặc một thiên lương. Một cái khó khăn đó là một sự thử thách. Nếu chúng ta vượt qua những khó khăn đó thì chúng ta sẽ đứng vững. Và với tư tưởng đó, dù thiếu ăn, dù đọa đài về thân xác, nhưng tinh thần vẫn vững ở cái chỗ là nếu ta còn sống thì ta còn trở về. Và nếu Thượng Đế đã thử thách và để cho chúng ta sống thì chúng ta sẽ có một nhiệm vụ mà Thượng Đế sẽ giao cho ta. Do đó mà những tư tưởng đó đã kéo dài tôi suốt trong 10 năm qua. Và tôi đã trở về thật, và tôi đã sang đây thật, và tôi đã làm được những việc mà mình nghĩ. Thí dụ mà anh đã viết về cái về thành phố Kông Tôm, nơi mà anh đã làm việc, có phải đó là một cái vị trí mà một cái nơi chốn rất là thiêng liêng với cái đời sống của anh, và hình như là cái thành phố đó có dính dáng gì tới cái mối tình của anh và bây giờ thành phu nhân của anh, phải không ạ? Thì thật ra là mỗi người sinh ra đều có một nơi chốn, đều có những kỷ niệm nơi chôn nhau cắt rúng, và những cái kỷ niệm thời thơ ấu bên sống bên gia đình, nhất là đối với mẹ mình. Nhưng mà khi mình lớn lên, khi vào đời, thì cái cuộc sống của mình bắt đầu có nhận thức. Hơn nữa, trường hợp của tôi là tôi đi tới một cái vùng địa đầu giới tuyến, ở đó tình người rất đậm. Và cái địa đầu giới tuyến nó sẽ cho mình những cái tình cảm mà những người sống chết ngoài mặt trận. Và rồi từ đó, sự nghiệp và tình yêu của tôi cũng ở đó. Bắt đầu bằng sự nghiệp, rồi bắt đầu tình yêu, và sự nghiệp tình yêu đó nó xảy ra tại Kông Tum. Do đó theo tôi, Kông Tum sẽ ở mãi trong trái tim tôi. Kông Tum sẽ ở mãi trong trái tim của tác giả Trần Bạch Thu. Vâng, Nhà Lan cảm ơn tác giả Trần Bạch Thu. Và thưa quý vị, vì thời lượng của chương trình có giới hạn, tác giả Trần Bạch Thu, nhà thơ Nguyễn Mạnh Trinh và Nhã Lan xin tạm chia tay với quý vị ở nơi đây, và kính mong quý thính giả đón theo dõi chương trình Tản Mạn Văn Học kỳ tới để được nghe tác giả Trần Bạch Thu nói chi tiết hơn về tác phẩm Trăng Rọi Sông Dài của ông. Tàn chiếm cuộc em đi theo anh,
tới những vùng phố thì buồn tênh, thương quê hương đất quáng điêu tàn, nhìn Hải Lăng nhớ về Thạch Hàn, dòng Mỹ Chánh nước sông mùi hôi tanh, hỡi cô thành một thời vang danh. Thị trấn buồn cao nguyên treo leo, gió buốt miền đất đó mùa.